Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố tốt thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 11 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có được cát tinh chiếu đến hay không? Và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Kỷ Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video của chúng tôi ngày hôm nay. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ, khắc địa chi Tý Dương Thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhận. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ, tháng Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành thủy cục. Sùng Ngọ, Hình Mão, Hại Mùi, Phá Dậu, Tuyệt Tỵ. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 11, tức ngày 24 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 11, tức ngày mùng 5 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 27 tháng 11, tức ngày mùng 10 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 11, tức ngày 29 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 âm lịch. Cũng giống như các tuổi Mùi khác thì Kỷ Mùi yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, họ có thể tự bản thân đáp ứng được nhu cầu của mình mà không quá phụ thuộc vào người khác. Với người tuổi Kỷ Mùi, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất và họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người mình yêu thương. Kỷ Âm Thổ gặp Mậu Xung Thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý, xử sự để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Ngoài ra trong tháng này, các gia chủ kỷ Mùi sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 10 tháng 11 tức ngày 24 tháng 12 dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, đựng thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi kỷ Mùi. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi kỷ Mùi sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và nhận được cái kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà bản mệnh hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Hơn nữa, người tuổi kỷ Mùi vốn là người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói, tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Bản mệnh hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt đồng nghiệp. Đồng thời, để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi kỷ Mùi. May mắn tài lộc tuổi kỷ Mùi 1979 trong tháng 11 âm lịch khá tốt. Sự tiến bộ nhanh chóng trong sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn tài lộc đáng kể, từ việc tháng trước, tăng lương cho đến thưởng hoa hồng. Mặc dù may mắn, bạn vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Hơn nữa, tuổi kỷ Mùi vốn là người biết cân đối thu chi, không tiêu pha quá đỗi, lại là người luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường có tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để may mắn, thành công, tuổi kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm phong thủy hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp, cùng sự chắt lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tốt, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về tình cảm và gia đạo, cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Bản mệnh hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Còn đối với những người độc thân thì bản mệnh hãy sẵn sàng để chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Hãy gạt hết những chuyện đã qua, hướng về tương lai tươi sáng và bạn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Những gia chủ tuổi kỷ Mùi sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, gỗ huyết long, hợi, mão, mùi. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, hòa hợp vợ chồng, gia đạo. Về sức khỏe. Trong tháng 11 âm lịch, người tuổi kỷ Mùi cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Bạn cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Đối với gia chủ kỷ Mùi sinh năm 1979, tử vi tháng này khuyên gia chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Cần chắc chắn đảm bảo giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Kỷ Mùi cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận được thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 11 âm lịch. Tất cả những sự cố gắng của quý gia chủ đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy cố gắng để đạt được mục đích, cũng đừng quên quan tâm, chăm sóc, giữ gìn sức khỏe và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.